Một trong những ưu tiên hàng đầu khi phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đó là giải quyết bài toán nguồn nhân lực. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, một số doanh nghiệp đã chủ động xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu của mình. Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người, nguồn nhân lực phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đây là một buổi thực hành của sinh viên đang thực tập tại Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Nhật. Tại đây, các em có nhiều robot và công nghệ tiên tiến mà lần đầu tiên được tiếp xúc. Trung tâm có đầy đủ công nghệ tự động hóa để học viên thực hành phù hợp với thực tế mà cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra. Sinh viên của tụi em tới đây học tập được thiết bị trang thiết bị hiện đại, sự hướng dẫn tận tình cũng như là tìm hiểu thêm về những máy móc ở trường không thể nào dạy hết cho tụi em được. Tụi em học ở trường là nghiêng về lý thuyết, ở đây là nghiêng tụi em được thực hành nhiều hơn, giúp cho tụi em có những trải nghiệm tốt cho việc con đường học tập, đồ án và giống như là tương lai làm việc sau này. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Nhật là kết quả hợp tác tích cực giữa Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao với các doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản có uy tín trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đào tạo công nghiệp robot và tự động hóa thông qua việc triển khai dự án ODA được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Trung tâm đào tạo sẽ không chỉ đào tạo thuần túy những cái lao động phổ thông mà sẽ là đào tạo những nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp cách mạng của công nghiệp 4.0. Với những nguồn lao động này thì những lực lượng đi làm ra sẽ là những lực lượng chuyên về chất xám, kỹ thuật công nghệ mà có thể tích hợp với những giải pháp hệ thống tự động hóa của các doanh nghiệp. Xác định công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ đổi mới, chính phủ đã có những chính sách hành động thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua Nghị định 111 và Nghị quyết 115 về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp. Với thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ có quy mô nhỏ, còn yếu cả về nhân lực và công nghệ. Vì vậy, Bộ Công Thương xác định nhân lực có chất lượng cao là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của nhiệm vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ngay từ khi có quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp đã tập trung, chú trọng đến việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trong nước, như chương trình hỗ trợ đào tạo tư vấn viên cải tiến sản xuất, chương trình hỗ trợ chuyên gia thiết kế, chế tạo, sản xuất khuôn mẫu với sự hợp tác của tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Theo phản hồi của các doanh nghiệp thì cái chương trình đào tạo này của chúng tôi là rất là tốt, và đây cũng các doanh nghiệp đánh giá đây là một trong những cái chương trình mà đào tạo là rất là bài bản từ trước đến nay. Thế về cái qua cái quá trình đào tạo thì về cái sử dụng cái lực lượng sau đào tạo thì chính phủ tiếp tục hỗ trợ, các như tôi nói ở trên thì chính phủ tiếp tục hỗ trợ cái nguồn kinh phí để chúng tôi có thể sử dụng các cái lực lượng tư vấn viên của chúng tôi trong năm 2019-2020. Thì theo doanh nghiệp thì cái lực lượng tư vấn viên đã có những cái phát triển rất là tích cực về cái kỹ năng, rồi là về các cái tư vấn cho các doanh nghiệp. Và một số doanh nghiệp chúng tôi đã ở đây kết hợp rất là nhiều chương trình, tức là chương trình đào tạo, chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, chương trình về kết nối, tư vấn kết nối cung cầu. Thì trong 2 năm vừa rồi thì cũng có một số doanh nghiệp cũng đã vào được các cái chuỗi, quan trọng nhất là vào được cái chuỗi toàn cầu. Thì một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cũng đã bước đầu đã vào được các cái vendor cấp 1 và cấp 2 cho các cái tập đoàn đa quốc gia. Trước thực trạng nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp hỗ trợ nước nhà vừa thiếu vừa yếu, đặc biệt nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao, đáp ứng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp thuộc Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng và phối hợp với các tổ chức thuộc các nước có nền công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc để triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, nhằm triển khai, phát triển các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà máy thông minh, các chuyên gia về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tiết kiệm năng lượng, có hàm lượng công nghệ cao.